Phải chi chung chục tờ giấy số ha. Là giờ đâu có nghèo đâu. Cuộc đời sao xu ghê. Nhịn chó thì cũng nghèo nữa. Người ta nói nghèo nó hay xui á. Trồng rau mà rau nó cũng không lên nữa. Không lên gì hết trơn luôn. Bực chết. Nhìn nè, rau thì không có mà toàn là cỏ dại không. Cỏ lu bù hết. Vừa giờ không lẽ hái cỏ vô ăn thay cơm hay gì trời. Nhưng mà yên tâm, không có rau thì mình sẽ ăn cỏ thay cơm. Làm cho một nồi nước, pha một chút bột. Bột gì thì không biết nha. Sau đó trộn đều lên, cho hết trứng bột vô nồi nước, khuấy đều liền tay. Tiếp theo là lựa cái chảo bự đổ ra. Nếu muốn ngon hơn thì làm thêm một xíu cốt. Cốt gì không biết, muốn cốt gì thì làm cốt đó. Đó, khúc này nhìn giống mấy cái cọng bánh canh chưa. Ai mà kêu chưa thì quỳ gối xuống hết đi nha. Hầu nãy mình nấu cốt gì thì bây giờ mình đổ cốt đó vô trong tô. Tôi mình xin mời làm miếng nha. Giống như đang ăn mì tôm á. Nhìn mấy cái cọng này giống như cọng phở he. Ăn như này đủ nghèo chưa mấy phen.